Anh chàng với võ công tuyệt đỉnh đã một chiêu chế ngự được cô gái. Cô gái xinh đẹp nằm bất lực trên giường, bèn nghĩ ra kế. Nếu đã đánh không lại thì dùng mỹ nhân kế. Thế là cô ta bèn phô bày đủ các tư thế khêu gợi. Nhưng anh ta không hề có chút động lòng. Tôi và vợ chưa cưới chuẩn bị kết hôn rồi. Cô đừng có hỏng phá hoại tình cảm chúng tôi. Dù sao cũng chưa kết hôn, thế thì vẫn có thể hối hận mà. Lẽ nào vợ chưa cưới của anh thân hình đẹp hơn tôi sao? Thủ lĩnh của tổ chức sát thủ Trúc Ảnh lại có sở thích quyến rũ đàn ông sao? Nhớ kỹ, anh không thoát khỏi tôi đâu. Đồ điên. Long chủ, vì sao không để chúng tôi ra tay? Cô ta cũng khá thú vị đây. Tìm thông tin về cô ta cho tôi. Vâng. Long chủ, chiến trận đã kết thúc, trong vòng 3 ngày tiệc mừng công của ngài sẽ được tổ chức. Đúng rồi, đây là thư tôn sư gửi cho ngài. Gấp gấp gấp. Nhanh chóng đi đến tập đoàn Phong Vân ở Vân Hải để thành hôn với CEO Trần Thư Đình. Lão già này nhất định lại nhận thứ gì của người ta rồi. Lại muốn bày trò xe duyên gì nữa đây? Trở về nói với ông ta, tôi đã tìm được tình yêu đời mình rồi. Không cần ông ta bận tâm. Vâng. Tránh ra, ở đâu ra tên ăn mày này đây? Nếu như không có tiền mua đồ ăn, có thể đổi thứ này đi. Thiến Thiến, bây giờ chiến tranh đã hết, ta không cần phải mai danh ẩn tích, càng không để em rời xa ta nữa. Long chủ ra lệnh. Vâng. Đưa thiệp mời buổi tiệc mừng công của ta đến Trần Thiến của Trần gia và 10 thỏi vàng ròng cùng căn biệt thự số 1 ở Thiên Tư Vân Hải. Ta phải để cả thành phố Vân Hải biết Trần Thiến là người phụ nữ của ta. Ông nội yên tâm, cho dù cháu không thích anh ta, cháu cũng sẽ hoàn thành di nguyện của ông, là kết hôn với anh ta. Trần Tổng, cha ra được tin của Trần Phi rồi. Anh ta ở đâu? Trần gia ở Giang Thành. Đi. Thiến Thiến, hãy gả cho anh. Anh sẽ mang lại hạnh phúc cho em. Tần Phi, hôm nay có chuyện này em cần nói với anh. Hôm nay cậu muốn cưới con gái tôi thì phải thêm 1 triệu tiền xính lễ. Mẹ, trước khi kết hôn chẳng phải đã nói rõ tiền xính lễ là 500 ngàn sao? Sao, mẹ em nuôi em hơn 20 năm, thêm 1 triệu tiền xính lễ thì sao chứ? Anh không muốn đưa, vậy thì đừng cưới nữa. Không. Thiến Thiến, anh đưa mà, anh đưa mà. Đừng nói là 1 triệu, chỉ cần cưới được em, 10 triệu, 100 triệu anh cũng không tiếc. Tần Phi, chúng ta quen nhau bao lâu nay, sao em không biết anh còn có cái thói khoác lác vậy? Đúng vậy đó. 100 triệu, anh có biết 100 triệu là như thế nào không? Nội tiền mặt không cũng đủ đè chết chị. Cậu chỉ là thằng giao hàng mà dám nói như vậy. Thiến Thiến, em vẫn còn nhiều chuyện chưa biết về anh. 100 triệu đối với anh mà nói không đáng gì cả. Tần Phi, chuyện của anh có gì mà em không biết chứ? Anh nghèo như thế nào? Với lại ổ chó của anh hôi thối ra sao? Vậy mà dám nói sẽ đưa cho em 1 triệu tiền xính lễ. Em khinh. Xính lễ đến. 10 thỏi vàng ròng. Một căn biệt thự ở Thiên Tự Vân Hải. Thiệp mời tiệc mừng công của Long Chủ. Tiệc mừng công của Long Chủ. Đó là vị Long Chủ cao cao tại thượng. Chúng ta có thể đến dự tiệc mừng công của ngài ấy sao? Ôi chao, đây là chuyện tốt gì thế này? Thiến Thiến, số xính lễ này cộng lại có lẽ là hơn 500 ngàn. Như vậy mẹ em chắc vui rồi nhỉ? Tần Phi, chẳng lẽ anh nghĩ những thứ này là của anh tặng? Chỉ cần em thích cái gì anh cũng có thể tặng cho em. Đồ rác rưởi nhà anh có thấy xấu hổ không hả? Anh như thế nào tôi không rõ hay sao? Anh mà tặng nổi những thứ này sao? Thiến Thiến, những xính lễ này đối với anh mà nói không đáng gì cả. Chỉ cần em muốn, hơn gấp ngàn gấp vạn lần anh cũng đều cho em. Khẩu khí lớn quá nhỉ?